Chào các bạn đã đến kênh của mình là Rotama TV đây. Hôm nay mình sẽ ăn bánh mì. Đó là mì từ tay làm. Mình sẽ bóc tay, mình sẽ bỏ vào. Nhưng mà mình rửa tay bằng xà phòng trừ vi khuẩn rồi. Bây giờ mình sẽ bóc trước. Mình sẽ bỏ hút xích trước. Rồi mình sẽ bỏ chả vô. Xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ dưa lên. Xong rồi, bây giờ mình sẽ xong rồi các bạn ơi, mình phải bóc đều có được. Xong rồi mình sẽ ăn. Ngon lắm các bạn ơi. Có chút chứ gì ạ, nghe một chút. Ngon lắm các bạn.
rất ngon luôn á. Ngon nhất ăn hết một bánh mì nữa, ăn xong sẽ trả. Còn hai cái phút ba cho ăn lại đấy. Xong rồi mình sẽ lấy lại. Xong rồi.
mọi người ăn. Bánh mì Việt Nam là ngon nhất. Mình ăn là mình có tay ngán. Mà ăn miết tới tới tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Ngon quá ha. Ngon nhất có thể luôn. Thank you.